Hello, xin chào mọi người nha. Mọi người ơi, mình đang ở quán đồ cũ đây. Mình vào mình nhìn thấy có 6 cái chai rượu. Là mình tiện thì mình sẽ quay luôn cho mọi người xem này. 6 chai rượu mới chưa bóc đi luôn nhá mọi người nhá. Như kiểu người ta không mua về, người ta không sử dụng, bây giờ người ta bán ra đây mọi người. Đấy, mọi người thấy đẹp không? Đây là một chai này. Nó vẫn còn cả hộp luôn nhá mọi người nhá. Hộp vào đây nhá. Hộp vào đây. Có 6 cái chai rượu thì 6 cái hộp. Đấy mọi người chưa? Đây mình sẽ quay từng chai một cho mọi người xem. Một chai này. Đây là chai này, chai thứ hai này. Đấy, bình bằng bằng gốm nhá mọi người nhá. Đấy, mọi người thấy đẹp không? Đấy, là hai bình này. Đây bình này nữa. Ba bình này mọi người. Đấy, để mình quay lại cho mọi người xem này. À, mọi người thấy chưa? Rất là đẹp luôn. À, đây mình quay tiếp một bình này nữa. À, đây là bình thứ tư mọi người nhá. Bình này vẫn còn mới nguyên luôn. Mình không biết là rượu gì luôn mọi người. Thấy có là mình quay cho mọi người xem thôi. Đây, đây mọi người xem này. Cái tem nó vẫn còn nguyên si luôn, chưa bóc biết gì. Đây. Cái này nữa. Năm 1969 luôn mọi người. Rượu cổ. Đây, đây. Người... Ai biết rượu này là rượu gì thì chỉ mình nhá. Mình hôm nay mình nhìn thấy lần đầu tiên là mình quay luôn cho mọi người xem luôn. Đấy. 1969 luôn. Thấy đẹp không? Mọi người xem video mình mà ai mà muốn lấy cả bộ này thì cứ liên hệ với mình nhé, mình sẽ lấy hộ mọi người. Thôi mình đã dựng nó ở đây, nhưng mà mình xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ai lấy thì cứ liên hệ với mình nhé. Một bình này, hai bình này, ba bình, bốn bình, năm bình, sáu bình, rất là đẹp luôn. À, mình xin chào mọi người nhá. Bye bye mọi người.